Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Khiêm ha. Hôm nay Khiêm sẽ giới thiệu quý vị một mẫu xe mà Toyota Tân Cảng mới thu về đây ạ. Toyota Avanza phiên bản G đời 2019, mang bản số ở Đồng Nai quý vị. 60A đây ạ. Đây là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và hiện tại thì cái mẫu xe này đã được Toyota Tân Cảng thu về, và với một mức giá đưa ra rất là hợp lý. Thì mời quý vị, đầu tiên mời quý vị hãy cùng Khiêm xem xét về cái chất lượng của xe này ha. Xe đây thì có màu bạc đó quý vị. Quý vị thấy không? Nhìn về tổng thể của mẫu xe này á, thì quý vị thấy là cái nhìn tổng quan nhất á, thì nhìn thấy xe còn rất là liền phải không ạ? Từ trước ra sau, các chi tiết nó rất là liền lạc với nhau nè. Giữa những cái chi tiết này nó liên kết với nhau này, quý vị này thấy nó rất là liền mà. Và ở đây quý vị thấy một cái để ý không ạ? Đây là cái đường chỉ ring nha quý vị. Một cái đường chỉ ring của mẫu xe này đó, quý vị thấy không? Đây là đường chỉ ring ha đó. Thì chứng tỏ là cái phần cản ở phía trước này chưa hề được sơn nha quý vị. Cái cụm đèn trước thì rất là sáng ha đó. Quý vị thấy không? Lưới tản nhiệt nè, còn rất là bóng nè. Cụm đèn sương mù nè đó. Đó, quý vị thấy không? Đây là cản bên này đó. Cản bên này thì đường chỉ vẫn còn nè quý vị. Đây, đường chỉ đây quý vị. Thì quý vị thấy là ở cản bên này cũng chưa hề có sơn ha. Vỏ lốp thì còn cũng tương đối sâu. Cái này xe đang đậu trong kho nên nó hơi tối, mong quý vị cũng thông cảm ha. Vỏ vọng còn rất là sâu nè. Cái này nè, những cái đường chỉ nè quý vị. Những cái khoảng cách giữa khe cửa này, giữa vè và cửa này, nó rất là đều từ trên xuống dưới, chưa hề có sự va chạm nha quý vị. Bên ngoài đây thì cái xe này cũng đã trang bị dán phim tiêu chuẩn thôi. Đó, nè quý vị nè, cửa đóng nè, rất là đầm và chắc chắn ha. Đây ạ. Đây. Đó, quý vị thấy không? Rất là đầm và chắc ha. Đó, quý vị thấy không? Rất ổn rồi quý vị. Đó, bộ đèn cho nó là còn rất là đẹp ha. Đó, quý vị thấy không? Đó, không gian bên trong thì xe này đã được trang bị ghế da rồi nha quý vị. Nè, phía bên này quý vị nhìn phía sau nè, những bộ vỏ nè quý vị, còn rất là dày ha. Đó, quý vị thấy không? Nước sơn còn rất là bóng ha. Đây, phía trong xe là ghế da hết rồi nha quý vị. Không gian xe cũng rất là sạch sẽ ha, quý vị thấy không? Đó, chủ nhân giữ gìn nhà vệ sinh xe này cũng rất là sạch nha quý vị. Tắt đi cửa thì không hề có vết trầy nào nha quý vị. Nè, những bộ ghế da nè trong xe này quý vị. Xe này đã trang bị được đầu DVD Pioneer rồi nha quý vị, một trong những cái đầu mà có chất lượng âm thanh rất là hay ha. Tiếp đó là có camera hành trình đây quý vị. Đó, gắn trên gương này. Đây, đó, camera hành trình đó quý vị. Xe này đã chạy được khoảng cỡ 50.170 km rồi nha quý vị. Đó, tiếng máy nổ rất là êm phải không ạ? Đây, quý vị thấy nè. Đó, tiếng máy nổ rất là êm ái ha. Hiện tại mẫu xe Avanza này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 410 triệu đồng nha quý vị. Quý vị cần những cái mẫu xe nhỏ gọn và với một mức giá hợp lý á, thì quý vị có thể ghé Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tham khảo mẫu xe Avanza này ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.